Xin chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình và anh Rob đã sẵn sàng để đi bên Slovenia. Cả nhà ơi, Oh bây shit, giờ we gotta thì disconnect the cameras sáng giờ mình với là anh Rob đã chắc đồ lên xe rồi và bây giờ là sẽ đi bên Slovenia và mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Xin mời cả nhà cùng đi bên Slovenia với mình và anh Rob. The camera. The water pump is off because if there was a leak, it wouldn't keep pumping water. Trước khi mình đi này là anh Rob anh sẽ khóa cái quan nước lại cả nhà. Lỡ mình không có nhà là cái vòi nó có bị hở thì nó cũng có sao. Và bây giờ mình sẽ đi Pennsylvania thì mình sẽ quay cho cả nhà xem hết mình can you hold my Pepsi please. Cả nhà sẵn sàng chưa? Tấp bài đã vừa rẻ đi. Oh my god, this poor thing. Đây chính là cái xe của mình. You can put on phone. Đây là cái xe của mình này, cả nhà đầy hết cây luôn rồi. Mình chỉ đem cây của mình đi thôi chứ mình không có đem đồ, tại vì đồ mình có thể gửi xe được. Còn cây mình gửi xe mình phải gói không có được cả nhà. Cho nên bây giờ mình đem cây đi. Đầy luôn rồi cả nhà, mình đã đem không có hết, mình có bỏ lại bớt rồi á. Nhưng mà nó nhiều không, nhưng đây một xe luôn. Thật ra cái xe này không chứa được bao nhiêu á. Nếu mà có cái xe van á thì chứa nhiều hơn cái xe này là SUV á cả nhà. Cái ở dưới cái ghế nó trắng hết một nửa rồi, còn cây nó cao á. Cái mình phải để cây nó nằm xuống cái thấy nhiều vậy chứ cũng ít lắm. Lên đường nha cả nhà. Mình và anh Rob cũng chưa có chuyển qua bên đó đâu. Hôm nay chỉ đi qua bển thôi, nhưng mà ở bển cũng một tuần mới về. Thì mình đem cây qua lần. Lần sau mình về thì mình chỉ chở đi với lại Woodstock qua thôi. Ở nhà biết tại sao mình đem theo cây này không? Thật ra là cây mình trồng ở trong trong chậu rồi là mình phải đem đi, chứ mình không có bỏ là nó uổng lắm cả nhà. Mỗi cây nó sẽ gắn liền với một cái kỷ niệm của mình, cho nên mình không có muốn bỏ lại cái gì hết á. Đây là bà hàng xóm nhà mình với Skill. Hồi sáng là bà hàng xóm này qua rồi, bà hàng xóm kêu qua chào rồi. Nhưng mà đi một tuần rồi về thôi mà, chứ đâu có phải là ở bên luôn đâu mà. Ba hai ba hàng xóm sợ đi ở bên luôn là qua chào rối rít hai ba lần, chạy qua chạy lại hai ba lần luôn á. Oh husband, husband, where are we going, husband? We are going to. Quay đường. Yeah. We're going to my hotel. Whoops. Đồ của anh Rob, đồ thì mình chỉ có đồ bằng đồ đem dùng một tuần thôi hả? Còn cây. Okay. Anh Rob ảnh kêu mình là bỏ lại bớt mấy cái cây ở đây cho đem những cái cây ưa thích thôi. Nhưng mà mình thấy cái cây nào cũng là cái cây ưa thích của mình hết, cho nên mình quyết định mình đem đi luôn. Yes. That all my favorites blame. Why you look at that? You have everything? Do we remember to don't forget anything, right? Yeah, I don't think we're forgetting anything. Okay, let's go. Oh my god. Oh my god, bác hàng xóm ông làm gì đây? Guys, have a safe trip. See you later. See you in a week. We'll be back on Friday. Yes. Okay, see you Friday, I'll be here. Alright. Okay, I'll see you. See you then. Yeah, thank you. Oh, ngôi nhà yêu dấu. Rất là bình yên luôn, hôm nay trời đó, âm u nè. What are you thinking about? I'm gonna figure out how to turn this. Right onto North Drive, then turn left. Figure out how to turn that off so you. Cái nhà ơi, mình và anh Rob thì hiện tại đang ở Pennsylvania rồi. Và khoảng 45 phút nữa mới tới chỗ nghỉ cái nhà. Thì bây giờ trời nó bắt đầu tối rồi, hy vọng là sẽ tới ở đó trời vẫn còn sáng cả nhà ơi. Ngồi xe 5 tiếng đồng hồ luôn ấy, nó mỏi lắm cả nhà. Đây khung cảnh ở bên Pennsylvania đây cả nhà. Nhìn thấy toàn là núi không là núi này. Không biết cái chỗ mình ở nó có nhiều núi vậy không. Bữa mình cũng không có tham quan kỹ á. Nhà bên đây nó như vậy cả nhà ngủ ha. Tới ở Tuna rồi này cả nhà. Nhưng mà hôm nay
mình và Rob không có ở lại ở Tuna mà mình và Rob sẽ đi về Bedford. Từ ngày mai mới chạy lên đây. Trees still don't have leaves. Yeah. I think it's going to be absolutely beautiful. I mean, it's only mid-April and everything looks amazing. Yeah. It's not going to look like this in New York till the end of May, June. Yeah. Wow, đẹp không cả nhà. Cỏ mèo xanh và bầu trời trong xanh nhìn rất là đẹp luôn á. Like they're all wild. Yeah. We should just come dig one up. Look like our neighbor up here have one too. Yeah, the one is the all that? Happened, though. They look like they're growing wild. Yes, they're so nice. I don't know why they're that. They're beautiful. I use the app on my phone, but I'm not stopping by the side of the highway. Bên đường có một cái hàng hoa tím rất là đẹp cả nhà ơi. Nhưng mà mình và anh Rob không biết cái hoa này tên là gì luôn á. Đã tới Bedford, Pennsylvania rồi cả nhà. Bây giờ mình và anh Rob sẽ đi vào bên chỗ mà hotel anh Rob làm á để nghỉ lại. Ngày mai mới đi lên chỗ nhà ở trên Altoona. Đây chính là cái thị trấn Bedford này cả nhà, nó hơi nhỏ chứ nó không có được to. Nhưng mà nhìn cũng khá là đẹp đúng không? Nhìn nó hơi cổ, nhìn đẹp này. Nhưng mà vén ít người, không có thấy ai luôn á cả nhà ơi. Đây là cung đường đi vào bên chỗ hotel này. Nhìn rất là vắng luôn á và bình yên. Không có thấy nhiều xe. Mọi thứ đây sao thấy nó bình yên quá đi cả nhà. Nhìn cũng rất là đẹp này. Wow, toàn là núi không à. Cua vô đây thì mình sẽ thấy cái hotel của anh Rob làm. Oh wow. Look beautiful. Yeah. Wow, cái hotel này cả nhà nhìn khá là đẹp luôn. Wow, yeah. Built in 1796. Trails, you go across this bridge and then all the trails start over here. It's beautiful, huh? Yeah. Oh, your hotel also have the trees, the purple cone. Oh, now I can find out what they are. I'll use my phone. See, look, there's the hiking trail. Look, there's one of the hiking trails. Yeah, it looks nice. Ở đây cũng có cái cây hoa màu tím mà hồi nãy mình và anh Rob thấy hai bên đường lúc trên đường đi này cả nhà. 18 hole golf course belongs to, I mean the whole thing is the hotel. Ở phía bên này là sân golf của cái hotel này. Where all the hired help parks. Wow, the boat is nice. Yeah, actually, you know what I need. Cuối cùng cũng tới nơi rồi cả nhà ơi. Bên ngoài có mấy cái cây nó nữa mà tím đẹp quá, mình phải đi ra mình chụp hình mới được. Mình cũng biết mấy cái cây đó là mấy cây gì luôn á. Husband, finally we are here in Pennsylvania. We're finally here. Husband, you yes. Want, if you want to walk down, we should do that now. And then get our stuff. Okay. Wow, ở đây đẹp quá cả nhà ơi. Ở phía bên kia là sân golf nữa sao ấy. Anh Rob bảo mình phía bên đó là sân golf. Còn phía bên này là chỗ là núi. Wow, mấy cái hoa kia đẹp quá. Bây giờ mình tới mình coi mấy cái hoa đó thử. It's beautiful. Wow, mình không biết tên mấy cái cây hoa này là cây hoa gì mà nhìn đẹp quá ha, mà tím đẹp ghê luôn. Em là tím này. Oh, quá là đẹp. Wow. I don't know why that. It's so nice. Đẹp quá ha. Anh Rob anh cũng thấy đẹp, anh đang coi thử là nó tên gì, mình không biết tên gì mà mình thấy nó đẹp quá. Thì mình phải chụp vài tấm hình với nó mới được. What? It's an Eastern Redbud. Eastern Redbud. Anh Rob anh nói đó là cái tên á. I don't know how to spell it. R-E-D-B-U-G. Bud. Redbud. No, okay. Redbud. Ở phía sau này là cũng có cái chỗ để cho sạc điện cho xe Tesla này cả nhà. Ở cái khu này là đậu xe cho nhân viên không hả? Chứ không phải là khách. Đây là phía sau á. Hai anh Rob kia rồi. Anh Rob nhìn mẹ hớn hở không? Kiểu như là hớn hở chia sẻ với mình cái chỗ anh làm á.
Cái này là cái văn phòng anh Rob nó nằm ở trong đây sao á. Nhưng mà mình không có đi vào bên trong đó cái nhà. Bây giờ mình để xuống đó mình qua thử ha. So that's my office. Well, I mean, it's up there. Well, you'll see. We have to get our stuff tomorrow. Wow, đẹp quá ha. So, guests come in this way, it's kind of ugly. Oh, really? Đây là phía sau ấy. Mà nhìn cũng khá là đẹp. Oh. I keep telling the sales director I want to hike down there and get that plastic bag. Are you crazy? It's so ugly. No, you cannot hide down there. But get hurt. Nhìn để xuống cho anh coi thử ha. Anh Rob bảo ở trong cái khu này là spa và những cửa hàng nhỏ nhỏ bán đồ lưu niệm. Bây giờ thì mình sẽ đi qua bên chỗ cái hàng cây mèo tím này mình ngắm tí nha. Nhìn nó đẹp quá cả nhà. Tự nhiên hồi giờ mình chưa có thấy cái loại hoa này mà hôm nay mình thấy nó rất là đẹp một cách ngỡ ngàng luôn. Đẹp quá cả nhà ơi. Nhưng mà cái hoa này sao nãy mình ở xa mình thấy nó đẹp, mình tới gần mình thấy nó không đẹp hay ở xa. Với lại chắc là do bây giờ trời nó tối á, cho nên mình quay nó cũng không có được đẹp. Và đây cái hoa này đẹp quá ha. Yes. Yes. Mình đi với cái hàng cây này sao nhìn thấy nó rất là thơ mộng luôn. Đẹp quá. Ở đây có một cái hồ bơi ở ngoài trời này, khá là đẹp cả nhà. Thì cái khu này thì nó có cái bán mũi tên nữa, ở đằng kia có cái gì nữa kìa. Mình nhớ anh Rob đi đường tech leo lại lên đây để lấy đồ đi vào phòng để nghỉ cả nhà. Cái này là cái gì mình cũng không biết nữa. What is this, Simon? It's our garden. Oh, it looks like a garden. Có một khu vườn ở đây nữa. Mà không có cái gì ở trong đây hết. We grow our own stuff. Oh, really? Uh-huh. Wow, cool. There's a garden here and there's another one up on the hill. Ở phía bên ngoài cái hotel thì có một cái ban công này. Thì những cái ban công này người ta để những cái ghế để mình ngồi, mình có thể ngắm cảnh rất là đẹp. Yeah. Mình và anh Rob phải khiêng cái thùng này đi lên phòng rồi cả nhà. Nhưng mà thấy cái nguyên một cái đường thiệt dài luôn này, phải đi tới cuối con đường đó. Khiêng đi tới cuối con đường đó khá là nặng luôn. Bây giờ nó lại xuất hiện thêm một con đường nữa cả nhà. Mình cảm giác giống như là chưa bao giờ kết thúc. Anh nói mình biết vậy, mình để cái thùng lại ngoài xe rồi mình khỏi mấy con khiêng vào. Do mình và anh Rob đi từ lầu 4 xuống cho nên không có cái xe đẩy bỏ trên đó đẩy xuống được. Nếu mà đi từ lầu 1 lên đó, thì mới có bỏ lên xe đẩy để đẩy khỏi mấy con khiêng như thế này. Và đi qua này hy vọng là không có còn cái đoạn này nữa. Đây, cua đây này cả nhà. Rồi xong, thêm một đoạn nữa đây cả nhà ơi. Nhưng mà khá là may mắn này, là cái phòng của mình nó nằm ngay chỗ đây luôn. Cho nên khỏi mấy công đi nữa. Yeah, tới rồi. Phải đợi anh Rob mở cửa mình mới đi vào được. Đây là nơi anh Rob sống trong 6 tầng vừa qua. Giờ mình đi vô mình coi thử coi. Cái phòng nhỏ xíu rồi cả nhà. Can you read it? Yeah. Oh, it's small, how about that? I've been living here for 6 weeks. It's terrible. Đây là cái phòng mà anh Rob anh ở đây trong vòng 6 6 tuần rồi cả nhà. It's terrible. This is it. This is where I've been living for 6 weeks. Uh-huh. Phòng yeah. Mà nó đâu có rộng đâu. That's it. Just kidding. Uh-huh. It was very nice they put me up here for free. Yes. Anh Rob nói đùa thôi cả nhà, chứ thật ra là ở miễn phí như vậy là cũng được rồi. Đây có một cái giường. Cái giường thiệt to. Có một cái tivi. Có một cái tivi. Và tâm này là cái nhà tắm và cái nhà vệ sinh. Là cái nhà tắm, nhà vệ sinh. Ở bên này như có cái phòng nhỏ nhỏ bên đây nữa này. What is over there? Huh?
This, what is this room? That's the closet. Oh, cái này là chỗ để trao đồ quần áo. And you can see I don't have a lot of work shirts left. They're at the dry cleaners. Vô đó thôi. Trời ơi, đi làm về em ngủ rồi, đâu có làm gì đâu. A good place for you, husband. Yeah, it's okay. I'm just share, huh? Yeah. Đúng là ở bên Pennsylvania này mình nhìn thấy mùa này nó cũng đẹp thiệt á, nhưng mà không biết ít bữa nó sao. Vậy là một ngày đã trôi qua rồi cả nhà. Lúc sáng mình ngủ dậy là ở New York, bây giờ buổi tối là ở Pennsylvania. Bây giờ mình đang ngồi, mình đợi anh Rob ảnh tắm xong, mình sẽ ảnh sẽ đi xuống dưới kia kiếm thử có cái gì ăn không á cả nhà. Rồi lên nghỉ. Chưa, cũng không có làm gì hết á. Cảm ơn cả nhà là luôn theo dõi video của mình nha. Cảm ơn cả nhà luôn ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Thì mình sẽ cố gắng quay thêm video để chia sẻ cả nhà xem cho vui. Còn thử ở bên Pennsylvania này có cái gì vui không? Chứ mình mới qua bên này thì mình cũng chưa có thấy cái gì hay hết. Thấy mọi thứ nó đẹp. Tại vì mùa xuân ấy cả nhà. Mình đi mình thấy ở cái khu nào cỏ nó cũng xanh đẹp ha. Hồi nãy mình quay cả nhà xem ấy. Thì mình đang ở trong cái căn phòng này, là căn phòng mà anh Rob lúc anh qua đây, anh đi làm là anh ở trong này. Thì anh được ở trong này kiểu như là miễn phí luôn cả nhà, trong thời gian là khoảng 2 tháng á. Rồi hết 2 tháng để mình tìm được chỗ ở mới đó. Hy vọng là mình và anh Rob sẽ tìm được cái nơi ở mới sớm ấy. Để cho là sau đó sẽ chuyển đồ trong này ra bên đó luôn. Mai mình và anh Rob sẽ đi qua bên kia coi thử nhà như thế nào rồi. Rồi có mua được nhà hay không nữa cả nhà. Rồi sau đó mình sẽ chia sẻ cho cả nhà xem nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bây giờ mình đi kiếm gì mình ăn đó. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của mình với nha. Mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.